Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp tục giới thiệu đến quý vị về âm nhạc của người nhạc sĩ đã được chọn là nhạc sĩ của năm 2010, Chopin. Với 27 etude của mình thì Chopin đã thiết lập nên một hệ thống kỹ thuật mới trong việc đàn piano mang tính cách mạnh kể từ khi thể loại này xuất hiện lần đầu tiên. Chúng được xem như là mang tính thử thách rất là nhiều cho các nghệ sĩ khi biểu diễn độc tấu. Và một trong những bản etude phổ biến nhất và hay nhất của Chopin đó chính là etude Cách mạng, tác phẩm số 10, bản số 2. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc này qua phần biểu diễn của tài năng trẻ piano Nguyễn Tuấn Mạnh.